Xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì hôm nay mình sẽ xử lý cây mai gián đổ anh chị. Thì mình sẽ quay cái cách mình vô chậu mình trồng để mình chia sẻ anh chị ha. Thì trước đây một số anh chị em mình quay á, thì ví dụ như mình quay gián đoạn nhiều cái phần cho nên anh em không có theo kịp á. Anh em mới biết qua cái kênh mình á, thì anh em sẽ không thấy được cái lúc mình vô như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video này riêng là cắt sơ bộ ha, rồi mình sẽ vô từ cái khâu xử lý đáy chậu mình trồng, nói chung là trồng xong một cái cây để cho nó nguyên cái một quy trình á. Thì anh chị muốn sau này anh chị muốn tham khảo cách trồng thì anh chị sẽ tìm trong cái kênh mình, thì tìm lại cái video này thì anh chị sẽ có được một số cái kỹ thuật mà mình làm, mình rút kinh nghiệm á, thì mình chia sẻ anh chị ha. Thì trước tiên mình phân tích về cái cây cây này mình chọn mặt tiền như thế nào, thì anh chị sẽ nhìn cái dáng cây ha. Thì anh chị thấy đây là một cái rễ nó nằm phía trước, nó chàng cái thân anh chị, thường cái cây nó bị rối. Tuy nhiên cái cây này trong cái nét cây mình nhìn thấy ở thiên nhiên nó có một số cây như thế này anh chị, cho nên cái cây này mình có thể chọn cái mặt tiền ở đây được. Và đây là bộ rễ quái người ta xử lý ha. Thì cái rễ này nó lỗi nằm phía trước và nó bị án ở đây. Tuy nhiên thì mình thấy cái độ cái rễ nó nằm mình cũng thấy như mình đi thiên nhiên, mình những cái rừng rồi anh chị, mình cũng có để ý một số cây ha, nó vẫn có những cái rễ tự nhiên như thế này. Thì mình quyết định là mình sẽ chọn mặt tiền ở bên đây. Anh chị sẽ thấy mình xét nhiều cái ha. Đây là một cái ngọn đổ nè, thì cái xương đầu tiên nó nằm cái vị trí này nó cũng khá hợp lý ha. Và cái xương thứ hai thì có thể mình sẽ cắt nhịp ngay đây, mình dẫn ngọn tiếp anh chị thì nó sẽ đẹp ha. Còn anh chị khoan hay phân tích bên đây, mình trở lại bên đây để có chọn mặt tiền được hay không. Thì phía bên đây anh chị sẽ thấy cái cành này nó bị chổi nè, và cái xương một nằm bên đây ha. Tuy nhiên thì cái đường thân nó nằm bên đây, mình vẫn có thể lấy mặt tiền bên đây đẹp. Và mình sẽ tận dụng được cái cốt, lấy được cái cốt một bên đây, bỏ cái cành đuổi nè ha. Để cành này chừng nữa mình thấy nó không khéo lắm. Bởi vì cái cành này nếu mà nó nặng, thường cái cây mình sẽ có một cái cành hồi hoặc là cái cành đối trọng với cái ngọn đổ để nó cân bằng được cái cây của mình. Tuy nhiên thì mình lấy một cái cành này nữa thì nó sẽ nặng, mình sẽ có cái cảm giác khi mà cái cây nó thành phẩm. Anh chị nhìn vô có cái cảm giác là những cái cành này nó nặng, nó sẽ đè cái ngọn nó trằn, nó trì cái ngọn này xuống. Thì cái bộ rễ này nó phải chịu đựng cái sức để nó ghì cái ngọn lại. Thì mình nhìn thấy cái cây trong thiên nhiên nó sẽ không thoải mái khi mà cái bộ rễ này nó phải gồng để nó ghì cái bộ tàn lại, thì nó sẽ không cân bằng được cái cây. Thì mình sẽ nhìn cái cây nó không có đẹp, không có tự nhiên anh chị. Thì mình phải lấy một cái cành hồi về đây để nó cân bằng được cái ngọn đổ này. Thì cái cành này thì mình thấy nó đẹp ha. Tuy nhiên mình để nó thì nó sẽ không có, mình nhìn khi mà mình cảm nhận được thì mình sẽ thấy cái cây nó sẽ bị nặng một phía, cho nên mình không thể xài cái cành này được anh chị nha. Mình cũng thường khuyên anh chị là cắt những cái cây nếu mà nó không đạt chuẩn thì mình nương cây để mình chơi anh chị. Tuy nhiên cái cây này thì cái cây mình sửa theo cái dáng thác đổ, thì cái ngọn đổ là cái ngọn chánh, cái nóc là cái ngọn phụ thôi. Tuy nhiên cái cây này anh chị thấy cái ngọn này hơi lớn, mình sẽ xét lại để cắt chuẩn cái này thì sau này nó thành cây bài đẹp anh chị. Thì sau khi phân tích kỹ anh chị ha, thì anh chị sẽ thấy cái cây này, cái ngọn đổ là cái ngọn lớn nhất. Thì bây giờ cái ngọn, cái nóc mình nó hơi lớn nè, và trên đây nó cũng phù anh chị. Thì mình quyết định là mình sẽ cắt luôn để cho nó chuẩn cây để mình nuôi sau này nó đẹp anh chị. Cho nên mình quyết định là mình sẽ cắt cái ngọn luôn ha. Thì cái cây thác đổ cũng anh em sửa cũng rất là nhiều cái thế khác nhau anh chị. Ví dụ như là đổ treo, rồi đổ bay, rồi đổ ôm chậu, cũng rất là nhiều cái thế mình sửa là cây đổ. Còn cái
mình sửa theo cái dáng thác đổ đúng nghĩa nó, thì mình sẽ có cái nóc lên anh chị, tượng trưng cho một cái ngọn núi và một cái dòng thác đổ xuống ha. Thì cái cây anh chị sửa khi mà thành phẩm thì những cái cành nhánh nó rơi xuống thì nó phải có cái độ chập trùng. Anh chị tưởng tượng ra trên một cái dòng thác đó, nước nó chảy xuống thì nó có cái độ chập trùng, nó đổ xuống, nó đụng cái gần đá bên đây, nó nhảy qua bên kia, đôi khi hai ba gần liên tục rồi nó nhảy trở lại thì nó mới sinh động anh chị ha. Còn cái ý nghĩa của cái cây thác đổ là nó có cái ý như là một cái con người bị cái hoàn cảnh nào đó gặp cái biến cố trong cuộc đời rất là lớn anh chị, thì cái cây bị đổ ngã xuống cũng như mình bị gục ngã xuống, tuy nhiên mình vẫn cố gắng vươn lên mạnh mẽ anh chị. Cho nên khi mà cái cây thành phẩm thì cái ngọn phải hướng lên, biểu hiện sự vươn lên trong cuộc sống. Rồi tiếp theo là mình xử lý cái đáy chậu ha. Một số anh em hỏi mình làm cái video để xử lý cái đáy chậu á, thì hôm nay mình sẽ làm chuẩn cái video này để anh chị xem tham khảo luôn ha. Thì cái đáy chậu lúc nào mình cũng khuyên anh chị là sẽ tìm hiểu coi với cái lỗ đáy chậu này nè, coi nó có cái gân cái lợi ở đây không, để nó giữ nước lại anh chị ha. Anh chị sẽ thường thì mình lấy cái máy mình sẽ mài dưới đây, nhưng mà hôm nay mình cái này nó ít ha, cho nên mình bẻ sơ thôi cho nó trắng nè, để cho nó không có đọng nước ở dưới đáy chậu. Rồi tiếp theo mình sẽ để cái dòng nhôm. Cái dòng này thì mình để đằng cho nó thoát nước dưới đáy chậu anh chị. Anh chị bẻ cái dòng, anh chị làm theo mình nha, nhớ làm theo mình giống cái này. Cái ý nghĩa của nó rất là hay là vuông tròn. Thì cái này mình bẻ cái vuông nè anh chị ha. Rồi tới cái tròn thì mình ý nghĩa mình nói là làm cho nó vuông tròn ha, để mình vừa thoát nước nhưng mà lại cái ý nghĩa nó hay nữa anh chị. Rồi tiếp theo mình lót một cái tấm mũ này ha. Rồi mình đổ chất trồng vô. Thì có thể mình lấy cái than tổ ong ha. Than tổ ong mình đập nhuyễn nhuyễn ra, mình lót dưới đáy. Và cái rễ dừa anh chị. Thì anh chị làm cách nào để thoát nước tốt thì anh chị trải dưới ha. Thì anh chị có cái chất liệu nào mình cảm thấy là nó thoát nước tốt và nó ít có bị ảnh hưởng nấm á, thì anh chị tận dụng ha. Ở đây mình sử dụng là cái than tổ ong. Cả đều dưới đáy để mục đích là mình thoát nước và mình chặn cái chất trồng mình nó không có bị tụt xuống dưới anh chị, để cho cái lớp này nó giữ tốt ha. Theo là một lớp rễ dừa, để nó mục đích của nó là nó cầm cái chất trồng mình cát rồi nó không có tụt sâu xuống dưới để nó thoát nước tốt anh chị ha. Em cho dẻ này qua. Em cho nó dẻ cứng lắm. Rồi thì như vậy mình sẽ đổ cái chất trồng mình vô. Thì cái chất trồng mình cũng có chia sẻ anh chị ha, là một cát một đất bể bồi và xơ dừa với trấu là một mộc, bốn cái loại này mình trộn đều nhau anh chị ha, để mình có một cái chất trồng mới. Rồi để cây lên này. Về mặt con này.
thì mình sẽ tìm cái mặt tiền của cái chậu. Thì cây này có hình cây mai đổ bên đây. Cái chậu này thì mình chọn cái mặt tiền là ngay ông thọ anh chị. Thì mình sau này mình ngắm cái dáng đổ xuống ha, và cái mặt tiền mình nhìn vô chậu thì mình sẽ thấy ông thọ đang cầm cái cây đứng ha. Thì mình thấy cây may mắn và thọ ha anh chị, thì sống thọ may mắn. Cái khâu làm đế này thì mình cũng rất là thích anh chị, cái khâu xử lý cây mai ha. Thì mình cũng có thể rất là tự tin để sửa những cây mai mà nó có những cái bộ rễ sau này khi mà thành phẩm thì nó sẽ đẹp. Thì những cây cây bonsai anh chị vô chậu thì anh chị phải cố gắng làm như thế nào tốt nhất có thể để cho cái bộ đế nó chuẩn. Thì sau này khi mà thành phẩm á thì anh chị sẽ không làm nhiều về bộ đế nữa. Còn nếu mà anh chị làm chế ha, sau này khi mà thành phẩm thì anh chị đưa cái chân đế lên anh chị ngắm á, thì nó còn một số vấn đề anh chị sẽ cảm thấy tiếc, và nếu mà anh chị làm tiếp thì nó sẽ ảnh hưởng cây. Cho nên cái khâu này là cái khâu rất là, đối với mình theo mình nghĩ thì mình thấy là nó rất là quan trọng. Cho nên mình làm đế rất là kỹ, cây nào mình vô khi mà mình vô chậu anh chị thì mình làm rất là tỉ mỉ. Có những cái cây mà bộ rễ lớn thì mình làm khoảng là 4-5 tiếng đồng hồ mình sắp anh chị. Thì cũng nhờ anh em phụ hỗ trợ nữa. Tuy nhiên là mình làm rất là kỹ từng cọng rễ. Nếu mà có thể xử lý được đạt đến mức nào tốt nhất thì mình sẽ xử lý. Đôi khi một cái rễ mình sẽ cắt cái ngàm chữ V, mình làm hơn 1 tiếng đồng hồ anh chị, để có được một cái cây đẹp. Thì cái thời gian mình bỏ ra ban đầu nó rất là tốn kém thời gian. Tuy nhiên thì khi mà thành phẩm thì anh chị sẽ không tiếc khi mà nghĩ là phải chi lúc đó mình làm kỹ hơn xíu, phải chi lúc đó mình đừng có vội mình cắt cái rễ đó kỹ xíu nữa thì bây giờ nó nhìn sẽ đẹp hơn. Thì những cái vấn đề đó ban đầu anh chị vô hãy cố gắng làm cho đẹp cái bộ rễ trước anh chị nha. Và khi vô chất trồng thì anh chị nhớ vô cho thật là dẻ ha. Vì những cái phôi hiện tại thì mà anh em chơi cái phôi Long An rất là nhiều. Thì những cái phôi anh em trồng ở trên cái bồn cao thì nó sẽ có bộ rễ cám rất rễ lông anh chị, rất là nhiều. Thì mình vô nếu bị trống thì cái cây mình nó sẽ phát triển không có đạt anh chị. Cho nên cái khâu mà vô cái chất trồng cũng rất là công phu ha. Anh chị vô thật kỹ, càng kín thì nó sẽ càng tốt anh chị ha. Do cây này mình xử lý là mình không có cắt cái cọng rễ nào hết anh chị. Cho nên mình vô xong là mình tưới nước luôn ha. Thường nếu anh chị cắt rễ thì anh chị để qua một đêm thì anh chị tưới. Còn cái này mình sẽ tưới luôn, tưới cho nó ướt đẫm luôn anh chị ha, để cho nó giữ ẩm được cái cây và cái chất trồng mình nó dẻ dặt hơn ha. Rồi cái V6 anh chị nhớ là mình quấn ha, thì những cái lỗ thoát nước nè là quay ngược ra để cho nó thoát nước tốt nha. Cái V6 này nếu mà anh chị cắt cho nó đều thì nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên thì mình chừa cho nó nhóm lên như thế này để mình lấy cái chỉ xơ dừa mình đậy trên đây thì gió nó sẽ không bay, nó sẽ ấm cái cây hơn anh chị. Cho nên khi mà mình nuôi mình cũng hơi chịu xấu xíu, nhưng mà mình để dưới đây thì mình lấy cái chỉ xơ dừa mình đậy trên đây ha, thì nó rất là ấm. Thì mình để vậy nó sẽ ấm cái cây hơn. Và trong lúc nuôi thì cái ngọn này thì sau này khi mà thành phẩm thì mình sẽ đánh cái ngọn này lắc trở về đây ha, để cho nó rớt thêm nữa. Thì giờ hiện tại mình vô nó hơi chưa có cắm hung nè, để mình dễ nuôi anh chị. Thì có thể là anh chị nuôi cái chậu mình để hơi nghiêng lại xíu để cho ngọn này nó dựng lên xíu, để cho nó hướng thiên nó phát triển mạnh hơn ha. Thì khi mình vô xong như thế này anh chị, mình sẽ bỏ 3 đến 5 ngày mình mới tưới kích thích sinh trưởng là Atonet anh chị ha. Thì mình thường chia sẻ anh chị á, chảy mỏng ra. Thì mình sẽ tưới Atonet để nó kích thích sinh trưởng, rồi mình để vậy. Mình tưới một lần vậy, mình bỏ khoảng chừng
5 đến 7 ngày mình mới tưới, nhưng mà đợt sau mình sẽ tưới độ thấm bao nhiêu đây thưa anh chị, và 2-3 ngày mình sẽ phun ẩm nữa ha. Nếu anh chị để trong mát thì có thể mỗi ngày mình phun giữ ẩm trên thân thôi, còn ở dưới trong cái chất trồng mình không có tưới nữa, mình chỉ 3 đến 5 ngày thì anh chị sẽ tưới độ nó ướt một khúc vậy thôi để cho nó giữ ẩm, tưới nhẹ thôi anh chị ha. Thì nó cái cây mình, cái chất trồng là của mình nha, còn cái chất trồng mà trấu xơ dừa thì có thể anh chị để lâu hơn để cho nó mát cái cây ha. Thì do cây này mình nuôi lâu dài, cái chậu này nó hơi lớn hơn cây xíu anh chị, nhưng mà nuôi lâu dài nó sẽ dừa ha, và cái chất trồng mình làm hơi cao thì sau này nó lúng xuống là dừa anh chị. Thì sơ lược một số vấn đề mình chia sẻ anh chị ha. Mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Rồi, xin chào cô chú anh chị nha.